Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Các bác hôm nay em lên các bác em họa mi dáng ngũ trường, giá thì cực kỳ là hợp lý luôn các bác. Em này chim thuần 90%, bóng bộ đẹp, dáng rất ok các bác nhá. Em vừa mới đi tuyển trào màu về thì bắt được chú chim họa mi này các bác nhá. Giá thành cũng hợp lý thôi, nên là về sẽ chia sẻ luôn cho anh em nhá, Đây xin mời các bác lắng nghe giọng hót của nó và cũng xem cái đầu mặt của nó nha các bác nhá. Đây đầu mặt ở đây ạ. Đây đầu mặt em đây nha các bác nhá, mỏ vàng này các bác này. Đấy, mỏ vàng rất là đẹp các bác nhá. Đấy, mỏ vàng này các bác này. Mắt xanh các bác nhá. Đấy, chân này, chân vàng này anh em này. Đó, móng rất là đẹp các bác nhá. Tất cả mọi cái con chim này đều rất là đẹp các bác nhá. Có điều là chủ cũ người ta chăm lực nó chưa căng hẳn đấy anh em ạ. Nên anh em về anh em bổ sung thêm mồi tươi là con chim này rất là ok các bác nhá. Anh em có thể nhìn thấy đầu mặt bóng bộ của nó các bác nhá. Đấy, chim thuần khoảng tầm 90%, khoảng tầm gần 35 lồng rồi, không tật lỗi nhỏ anh em nhá. Anh em bổ kết thì anh em alo cho em nhá. Số điện thoại của em là 0974648999 nhá. Đấy, còn bây giờ xin mời các bác đây lắng nghe giọng hót của em nói nhá.
xin dáng rất là đẹp luôn anh em nhé. Rồi anh em, em xin phép dừng video nhé. Xin chào tất cả anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở clip sau nhé. Bye bye tất cả mọi người nhé. Các bác nhé.